không biết cha đặt sai rồi. Thank you.
Xin mời cha chánh xứ giới thiệu các em với đức giám mục. Trọng kính đức cha, con xin giới thiệu lên đức cha. Trước mặt đức cha đây 103 em học xong chương trình giáo lý thêm sức để được lãnh nhận ý thức thêm sức, và 52 em đã học xong chương trình giáo lý rước lễ lần đầu. Các em đã đủ điều kiện, đã chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng đón nhận các bí tích. Xin đức cha thương ban bí tích cho các em. Vâng, các nhà để hướng dẫn giáo dục ưu tiên cho các em để chuẩn bị để hôm nay các em sẵn sàng đón nhận lời Chúa và bí tích thánh lễ để bí tích nhận sức. Các con có thân mến, có lời muốn đón nhận, các con đã cũng sẵn sàng để làm bí tích nhận sức, bí tích thánh lễ cho các con. Vậy giờ đây, để các con xin đáng đón nhận ơn Chúa và bí tích còn hệ làm nhà duyên sinh niềm tin, mà nhờ ơn Chúa và cố gắng học viên giáo lý các con đã có được, còn hệ sốt sáng cùng với cộng đoàn duyên sinh các long trọng và sốt sáng niềm tin của mình. Xin mời cộng đoàn đến cùng hiệp đồng duyên sinh đức tin với các em. Anh chị em và các con có từ bỏ ma quỷ mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Anh chị em và các con có tin kiếm Thiên Chúa là Cha toàn năng nâng tạo thành trời đất không? Anh chị em và các con có tin kiếm Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu khổ hình phạt ma tan, đã sống lại từ cõi chết và đã được vinh hữu Chúa Cha. Và các con có tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đấng ban sự sống, đấng mà con sẽ nhờ được thêm sức. Các con sẽ lãnh nhận một cách đặc biệt như thánh tông đồ xưa trong ngày lễ hiện xuống công. Anh chị em và các con có tin hội thánh công giáo, tin các thánh tông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu công. Đó là đức tin của chúng ta. Cõi chim ban cạn này, Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong kiếp đức thánh thầy, để Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của người làm cho họ nên vững mạnh và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Này Thiên Chúa toàn năng và Cha chúng Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh cho tôi nơi Chúa đây bởi nương và thánh thần tôi, thì lạy Chúa xin hãy ban Chúa thánh thần đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và dũng mãnh, thần trí suy tiên và đạo đức, xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Chúa, chúng con thành thờ Chúa, thánh hoa như Chúa lên đầy để trở nên cho chúng con hình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyên đồng mình chiêu cố hình người gặp lấy bánh, ta ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi đâu thì các con. Cùng một thời thứ ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu đầy máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin Thiên Chúa lấy đơn xóa tội trần gian, muốn cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa.
đến Đức Cha Giuse, giám mục của giáo phận Phú Cường. Kính thưa cha mẫu đạo, kính thưa cha xứ và quý cha mẫu thế, kính thưa quý thầy, quý dì, quý phụ huynh cùng cả em và cộng đoàn. Hôm nay là một ngày đầy hân hoan cho giáo xứ Tây Ninh của chúng con, là ngày hồng ân của các em được đảm nhận các bí tích, và cũng là ngày hạnh phúc của gia đình các em. Con xin thay lời cho tất cả phụ huynh, chúng con xin tri ân Đức Cha Giuse đã về thăm giáo xứ Tây Ninh, và xin Đức Cha nhận nơi các em bó hoa tươi thắm để thể hiện tấm lòng tri ân này ở chúng ta. Chúng con mong muốn có hoa do lên cha quản hạt quý cha đồng thế để nuôi lòng lòng biết ơn, xin quý cha nhận cho. Điều này cũng nói rằng nhu cầu giáo dục đức tin là điều rất quan trọng, cho nên
để loan báo tin mừng, làm sao cho đời sống của mình mỗi ngày một vững chắc, sáng tỏ và có thể để nói rằng cho cái đức tin của chúng ta được vững vàng trước bao nhiêu điều thách đố, bao nhiêu điều khó khăn trong xã hội ngày hôm nay. Thì để tôi cũng mong là những niềm vui của chúng ta hôm nay tiếp tục được nuôi dưỡng trong tình yêu của Chúa, trong ơn sự của Ngài, và có sự hợp tác, sự chặt chẽ trong tình yêu con giữa mọi đàn ông nhớ Chúa, như là những người có trách nhiệm, bậc cha mẹ phụ huynh và những người đỡ đầu, như là những người mà chúng ta có điều kiện được học viên, ta hợp tác với nhau và cộng tác với giáo hội, qua các gia sứ, qua những người lãnh đạo đức tin, những vị mà có trách nhiệm trong con. Trai, con nét cho nó lấy ra tới đó luôn á. Rồi.